Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, kể từ thời xa xưa, khi chiến tranh nổ ra liên miên, vai trò của các quân sư là không thể thiếu, quyết định trực tiếp đến sự thành bại của một đội quân trên chiến trường. Có rất nhiều quân sư kiệt xuất trong lịch sử Trung Hoa, người nổi tiếng và được biết đến nhiều nhất chính là Gia Cát Lượng. Nhưng trong danh sách thập đại quân sư vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc, Gia Cát Lượng lại không phải là người đứng đầu danh sách đó. Vậy ai mới là nhân vật đứng đầu và là người tài giỏi nhất? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Xếp ở vị trí thứ 10 là Phạm Văn Trình. Bạn đã từng nghe đến tên nhân vật này hay chưa? Phạm Văn Trình, sinh năm 1597, mất năm 1666, là khai quốc công thần nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Lớn lên vào cuối thời nhà Minh, Phạm Văn Trình chứng kiến cảnh thủ lĩnh bộ tộc Nữ Chân Nỗ Nhĩ Cáp Xích khởi binh đánh xuống Trung Nguyên. Văn Trình được Nỗ Nhĩ Cáp Xích trọng dụng. Con trai của Nỗ Nhĩ Cáp Xích là Hoàng Thái Cực lên ngôi, Văn Trình lại càng được trọng dụng. Ông là một trong những người góp công giúp Hoàng Thái Cực chiếm hoàn toàn Trung Nguyên, lập ra nhà Thanh. Thanh Thế Tổ nối Hoàng Thái Cực cũng một mực nghe lời Văn Trình, đến khi ông cáo bệnh về quê thì đãi ngộ rất hậu. Thứ 9 là Diêu Quảng Hiếu. Diêu Quảng Hiếu, sinh năm 1335, mất năm 1418, pháp danh Đạo Diễn, là một cao tăng nhưng trở thành mưu sĩ đắc lực dưới thời Minh Thành Tổ Chu Đệ. Để tuân theo lễ chế của triều đình và tôn trọng hoàng đế, Diêu Quảng Hiếu lên triều thì mặc quan phục, thoái triều thì mặc tăng phục. Hòa thượng Diêu Quảng Hiếu là người đưa ra sách lược chuẩn xác, biết cách chỉ huy binh mã, quyết định chuyện thắng thua ngoài chiến trường. Diêu Quảng Hiếu là người tham gia biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển và Minh Thái Tổ Thực Lục. Lý Chí, sử gia nổi tiếng thời nhà Minh từng nói, trong 200 năm, con dân nhà Minh đã được ấm no, bình yên. Tất cả đều là nhờ công của Minh Thành Tổ và Diêu Quảng Hiếu. Thứ 8 là Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn, sinh năm 1311, mất năm 1375, tên thật là Lưu Cơ, được người đời sau mệnh danh là Thần Cơ Diệu Toán. Bá Ôn là công thần khai quốc nhà Minh, đi theo phò tá Chu Nguyên Chương giành được Trung Hoa. Trước khi gặp Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn từng được bổ nhiệm làm quan dưới triều Nguyên. Sau này, Chu Nguyên Chương phát động khởi nghĩa, Lưu Bá Ôn trở thành quân sư, góp công lớn giúp nghĩa quân giành chiến thắng quyết định. Chứng kiến cảnh Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương liên tiếp sát hại công thần. Năm 1368, Lưu Bá Ôn từ chối chức tể tướng, xin từ quan về quê. Mãi đến năm 1373, ông mới có thể lui về ở ẩn, tìm sự bình yên. Cho tới ngày nay, hậu thế vẫn còn truyền lưu không ít giai thoại về tài tiên đoán của Lưu Bá Ôn. Bản thân Hoàng đế Chu Nguyên Chương năm xưa cũng từng nhiều lần tìm cách thử tài của vị quan họ Lưu này, và câu chuyện dưới đây là một trong số đó. Tương truyền rằng có một ngày, Chu Nguyên Chương đang dùng điểm tâm thì Lưu Bá Ôn tới cửa cung cầu kiến. Nhà vua khi ấy chỉ vừa mới kịp cắn một miếng bánh nướng, liền nghĩ ra cách dùng món ăn này làm đề bài để thử tài của Lưu Bá Ôn, vì vậy sai người đậy kín đĩa bánh lại. Tới lúc vị quan họ Lưu vào điện cầu kiến, Chu Nguyên Chương liền đưa ra chiếc đĩa đã được đậy kín, hỏi ông bên trong chứa thứ gì. Lưu Bá Ôn bấm ngón tay tính toán một hồi, liền đáp. Nửa như mặt trời, nửa tựa như trăng, vừa được kim long cắn một miếng, đó chính là bánh nướng. Chu Nguyên Chương nghe xong vừa mừng rỡ, vừa bội phục, từ đó càng thêm tin vào năng lực tiên tri của vị công thần họ Lưu này. Bên cạnh đó, Lưu Bá Ôn còn được cho là bậc thầy về phong thủy. Các giai thoại dân gian thời xưa từng lưu truyền rất nhiều câu chuyện về việc ông chọn đất tốt xây cung điện, hay giai thoại ông cùng các thầy phong thủy bàn luận về long mạch ở Trung Hoa. Cũng bởi sở hữu những tài năng hiếm có nói trên mà các nhà học giả hiện đại đã từng nhận định rằng nhân vật này chính là bậc thầy về thần cơ diệu toán. Kể từ sau khi Minh Triều từng bước đi vào ổn định, Chu Nguyên Chương càng lúc càng phải đối mặt với nhiều vấn đề mới. Cũng bởi công cuộc gây dựng và vun đắp cho cơ nghiệp này đã lấy đi của ông không ít tâm sức, cho nên hơn ai hết, vị hoàng đế khai quốc ấy luôn muốn biết rằng vương triều của gia tộc mình liệu có thể kéo dài bao lâu. Vì vậy, Chu Nguyên Chương đã chủ động tìm Lưu Bá Ôn đến và hỏi. Giang sơn họ Chu ta có thể truyền mấy đời, vương triều Đại Minh ta có thể kéo dài bao nhiêu năm? Lưu Bá Ôn nghe xong câu hỏi ấy, trong lòng không khỏi lo sợ, bởi lẽ vấn đề này vốn chẳng hề dễ trả lời. Chỉ cần đối đáp không cẩn thận là có thể bị đẩy vào cảnh đầu rơi máu chảy.
Sau một hồi đắn đo cân nhắc, vị đại thần họ Lưu liền e dè mà đáp: "Bẩm hoàng thượng, đây vốn là chuyện nhà của bệ hạ, vi thần không thích hợp nhiều lời." Chu Nguyên Chương đoán nỗi lo trong lòng Lưu Bá Ôn, liền trấn an: "Gia sự của trẫm chính là quốc sự, khanh cứ việc nói, không phải e dè, trẫm miễn tội cho khanh." Lưu Bá Ôn không còn cách nào thoái thác, liền nói ra một lời tiên tri bốn chữ: "Vạn tử vạn tôn." Nghe được đáp án này, Chu Nguyên Chương vô cùng đắc ý, mừng ra mặt. Ông tin rằng lời tiên đoán của Lưu Bá Ôn chính là minh chứng cho thấy Giang Sơn họ Chu có thể lưu truyền ngàn đời cho con cháu. Thế nhưng vị hoàng đế ấy không thể ngờ rằng lời tiên tri của Lưu Bá Ôn còn ẩn chứa một hàm ý khác. Bởi lẽ chữ vạn trong câu nói ấy vốn là chỉ hoàng đế vạn lịch, còn bốn chữ vạn tử vạn tôn nhằm ám chỉ cơ nghiệp nhà Minh chỉ có thể truyền đến đời con cháu vạn lịch mà thôi. Quý vị thân mến, thực tế lịch sử cũng đã chứng minh lời tiên tri này của Lưu Bá Ôn quả thực đã ứng nghiệm sau 2 thế kỷ. Hơn 200 năm sau, cơ ngơi Minh Triều trải qua nhiều đời lưu truyền. Đến sau khi Vạn Lịch lên ngôi thì dần trượt dài trên đà diệt vong. Nhiều người tin rằng Lưu Bá Ôn cũng chính là bậc thầy thần cơ diệu toán. Và người tiếp theo trong danh sách Vạn Đại Quân Sư là nhân vật nào? Quý vị hãy cùng Ngọc Ánh giải mã ngay sau đây nhé! Thứ 7 là Triệu Phổ. Triệu Phổ sinh năm 922, mất năm 992, là một chính trị gia, quân sự dưới thời hai hoàng đế nhà Tống là Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận và Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa. Ông là người góp sức củng cố quyền lực cho hai hoàng đế, là chính trị gia quyền lực nhất trong thời kỳ đầu của nhà Tống, giữ chức tể tướng liên tục trong 17 năm. Ông được ca ngợi vì sự sáng suốt trong các chính sách đối ngoại và đối nội, định hướng phát triển và hình thành quan điểm về nho giáo của nhà Tống trong 2 đến 3 thế kỷ tiếp theo. Thứ 6 là Lý Bí. Lý Bí sinh năm 722, mất năm 789, tự Triều Nguyên, người Kinh Triệu, Tây An, Thiểm Tây ngày nay. Là học giả đạo gia, chính trị gia, mưu thần nổi tiếng khoảng giữa thời nhà Đường. Ông là cố vấn cho 3 đời hoàng đế nhà Đường, bao gồm Đường Huyền Tông, Đường Túc Tông và Đường Đại Tông. Ông từng là tể tướng dưới thời hoàng đế Đường Huyền Tông. Ông là người có công lớn giúp nhà Đường dẹp tan cuộc binh biến loạn An Sử. Nhưng vì không chịu được cảnh tranh quyền, đố kỵ trong triều đình, nên đã về ẩn cư núi Hoành Sơn. Lý Bí là nhân vật gây nhiều tranh cãi ở Trung Quốc. Một số sử gia coi ông là người phù phiếm và lập dị. Số khác coi ông là thiên tài trong lĩnh vực đối ngoại và quân sự. Thứ 5 là Vương Mãnh. Vương Mãnh sinh năm 325, mất năm 375. Là tể tướng, quân sư của Tiền Tần Vương Phù Kiên. Vương Mãnh vốn có xuất thân nghèo khó, từng phải đi buôn bán kiếm kế sinh nhai. Vương Mãnh may mắn kết bạn với Phù Kiên khiêm tốn, ham học, hai người cùng nhau cố gắng xây dựng cơ nghiệp. Đến năm 357, Phù Kiên đảo chính thành công, tự xưng là hoàng đế nhà Tiền Tần. Dưới sự trợ giúp đắc lực của Vương Mãnh, Tiền Tần thống nhất Vương Bắc, cùng với nhà Đông Tấn hình thành nên cục diện Nam Bắc đối đầu. Năm 375, Vương Mãnh qua đời. Trước lúc lâm chung, ông nói lời trắng trối: "Triều Đông Tấn là tiền đại chính thống của Trung Hoa. Sau khi thần chết, không nên vội vàng tấn công Đông Tấn." Nhưng vì nóng vội muốn thống nhất Trung Hoa, năm 383, Phù Kiên đem 90 vạn quân đánh xuống phía Nam, chinh phạt Đông Tấn, dẫn đến kết cục thảm bại. Thứ 4 là Gia Cát Lượng. Khổng Minh Gia Cát Lượng, năm 181 đến 234, là một trong những quân sư có danh tiếng lừng lẫy nhất lịch sử Trung Hoa, một phần thông qua tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của Lào Quán Trung. Đầu quân cho Lưu Bị là thế lực yếu nhất trong số các thế lực quân phiệt thời nhà Đông Hán. Gia Cát Lượng bày ra lòng trung đối sách, đặt mục tiêu chiếm Kinh Châu và Ích Châu, tạo dựng cục diện thế chân vạc giữa ba nước Ngụy, Thục và Ngô. Trở thành tể tướng ở tuổi 40, Gia Cát Lượng mất 14 năm để hoàn thành sách lược cho Lưu Bị. Sau cái chết của Quan Vũ, Lưu Bị vì nóng giận đem quân đánh Đông Ngô, dẫn đến kết cục thảm bại. Trước khi qua đời, Gia Cát Lượng đã 5 lần xuất quân bắc phạt nhưng không giành được thắng lợi quyết định. Cuối cùng, nhà Ngụy dưới sự chỉ huy của Tư Mã Ý xuất quân đánh tan nước Thục và Ngô, thống nhất Trung Hoa. Thứ 3 là Trương Lương. Trương Lương, năm 250 trước Công nguyên đến 186 trước Công nguyên, là công thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Ông cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà giúp Lưu Bang lật đổ nhà Tần, lập ra nhà Hán, một trong những triều đại huy hoàng nhất lịch sử Trung Hoa. Người đời sau gọi ông là Mưu Thánh. Năm 206 trước Công nguyên,
Trương Lương từng hiến kế cứu Lưu Bang khỏi kiếp nạn do Hạng Vũ dựng nên. Giữa lúc chiến tranh Hán, Sở bước vào giai đoạn ác liệt nhất, Trương Lương dùng tài ăn nói để thu phục Hàn Tín. Đến cuối đời, chứng kiến cảnh Lưu Bang lần lượt trừ khử các công thần, Trương Lương không màng danh lợi, cho rằng cuộc đời mình như vậy đã là thành công rồi. Thứ hai là Phạm Lãi. Phạm Lãi, năm 336 trước công nguyên đến 448 trước công nguyên, là quân sư có công giúp Việt Vương Cầu Tiễn tiêu diệt nước Ngô. Phạm Lãi vốn là người nước Sở, nhưng nhận thấy mình không thể làm nên nghiệp lớn ở quê nhà, nên đã cùng bạn là Văn Trùng chuyển sang phò tá vua nước Việt là Việt Vương Cầu Tiễn. Địa bàn nước Việt thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc là Thượng Hải, phía Bắc Chiết Giang và phía Nam là Giang Tô. Phạm Lãi là người nghĩ ra kế dùng mỹ nhân Tây Thi dâng cho vua nước Ngô là Phù Sai, gián tiếp khiến nước Ngô suy yếu. Việt Vương Cầu Tiễn nhờ đó mới được thả về nước và gây dựng lực lượng đánh bại kẻ thù. Khi đại sự thành công, Phạm Lãi nhìn thấy con người thật của Cầu Tiễn. Ông cho rằng Cầu Tiễn là người chỉ có thể chung hoạn nạn, không thể cùng hưởng yên vui, nên đã để lại thư từ biệt rồi bỏ đi ở ẩn. Người bạn Văn Trùng không nghe theo, vẫn ở lại và hứng chịu cái chết. Xếp ở vị trí đầu tiên, đó chính là Khương Tử Nha. Người đứng đầu trong danh sách thập đại quân sư là một người rất nổi tiếng. Khác với những vị quân sư ở trên, nhân vật này được đánh giá ở vị trí số 1 là không phải bàn cãi và được hầu hết các sử gia và học giả Trung Quốc tán thành. Người đó là Khương Tử Nha, sinh năm 1156 trước công nguyên, mất năm 1017 trước công nguyên. Khai quốc công thần nhà Chu, Khương Tử Nha được biết đến là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở nên nổi tiếng trong văn hóa Đông Á qua điển tích Thái Công Điếu Ngư, Thái Công Câu Cá. Hình tượng của ông còn trở nên nổi tiếng qua tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, một tác phẩm thần thoại giã sử nói về sự cuột khởi của Chu Vũ Vương chống lại chính quyền của Đế Tân. Những hệ tư tưởng của Nho giáo, Đạo giáo, Binh pháp đều lấy tư tưởng của Khương Tử Nha làm gốc. Tư tưởng quân sự của ông trong Binh pháp Lục Thao có thể coi là bộ binh pháp lâu đời nhất Trung Quốc. Các nhà quân sư nổi tiếng sau này ở Trung Quốc như Tôn Vũ, Gia Cát Lượng cũng đều từng tham khảo tác phẩm này. Quý vị thân mến, như vậy trong suốt tiến trình 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, đất nước này đã có rất nhiều kỳ tài, trong đó là những bậc quân sư thần cơ diệu toán khiến hậu thế không khỏi ngưỡng mộ. Quý vị nghĩ sao về những nhân vật này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!